Bát chánh đạo và 12 nhân duyên có khác nhau không? Nếu như thực hành bát chánh đạo thì phải thực hành chánh định, còn 12 nhân duyên lại không nhắc đến chánh định. Mười hai nhân duyên là cách nói khác của bốn đế chứ nó không phải là bát chánh đạo. Nhớ nha, mười hai nhân duyên là một cách nói khác của bốn đế. Mười hai nhân duyên theo chiều xuôi á là chỉ cho khổ đế và tập đế, còn mười hai nhân duyên á mà đi theo chiều nghịch á thì chính là đạo đế, là diệt đế và đạo đế. Cho nên á, là chúng ta không thể nào mà mình so sánh bát chánh đạo và 12 nhân duyên được, mà chúng ta phải so sánh bát chánh đạo so sánh tứ đế với 12 nhân duyên, bởi vì hai cái anh này ảnh mới tương ứng với nhau. Chính bởi vì như vậy á, là có vị phân tích á, là cái vòng tròn duyên khởi thì theo chiều xuôi á, thì từ đây tới đây là khổ đế nè, từ đây tới đây là tập đế nè, rồi theo chiều nghịch á là từ đây tới đây á là diệt đế, còn từ đây tới đây là đạo đế. Cho nên là chúng ta phải hiểu cho kỹ ha. Còn cái chuyện mà quý vị hỏi là thực hành 12 nhân duyên như thế nào á thì nó là như thế này. Ở một số điểm mà chúng ta có thể đứt được vòng tròn duyên khởi, ví dụ như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thì khi xúc duyên thọ đó chúng ta giữ gìn chánh niệm thì khi đó thọ sẽ không có duyên cho ái, rồi từ ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Mà khi chúng ta giữ gìn chánh niệm á thì thọ nó duyên cho chánh niệm. Mà khi cái chánh niệm của chúng ta đủ mạnh á thì bằng với cái sự hỗ trợ của bát chánh đạo hoặc sự hỗ trợ của thất giác chi, chúng ta sẽ có thể phá vỡ được cái mắt xích duyên khởi ở ngay cái điểm này. Hoặc là chúng ta có thể phá vỡ mắt xích duyên khởi ở ở lục nhập, tức là sáu căn sáu cảnh, chúng ta có thể phá vỡ nó bằng cách cũng là thực hành tứ niệm xứ. Chính bởi vì như vậy đó cho nên là 12 nhân duyên thì nó sẽ liên kết với tứ đế ha.